Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Cò 68. Video ngày hôm nay sẽ là một video khá là đặc biệt bởi vì mình sẽ chia sẻ những thông tin về bản thân mình cũng như là làm sao mình đến với thị trường crypto, trong quá khứ thì mình đã thất bại như thế nào và làm sao để mình có được ngày hôm nay. Thì bạn nào mà muốn nghe thêm thì chúng ta sẽ xem tiếp, còn bạn nào mà không quan tâm đến những vấn đề cá nhân hay là câu chuyện đầu tư thì các bạn có thể tắt hoặc là dừng video tại đây rồi. Ok, các bạn muốn xem thì hãy cùng mình bắt đầu video nha. Ok, thì đầu tiên tên thật của mình là Sơn Quỳnh và mọi người hay gọi mình là Jenny. 6 tháng nữa thôi mình sẽ được 25 tuổi. Và bây giờ thì sẽ quay trở lại quá khứ một chút. Tại sao mình lại chọn crypto và ban đầu mình có định hướng là sẽ theo tài chính hay không? Thì từ hồi cấp 2, cấp 3 mình học rất là giỏi môn hóa và mình học ngu nhất là môn tiếng Anh. Thì mình đã thi vào chuyên hóa, từ cấp 2, cấp 3 mình đã chuyên hóa rồi và mình cũng thi những giải hóa cấp tỉnh, cấp thành phố và giải hóa Hoàng gia Úc nữa. Sau đó thì mình có định hướng là lớn lên sẽ làm dược sĩ hoặc là bác sĩ, mình sẽ thi khối B toán hóa sinh, và đó cũng là định hướng của ba mẹ mình mong muốn luôn. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến lớp 12 thì mình cảm thấy là mình không theo kịp sinh, bởi vì không hiểu sao môn sinh học mình không học được, mình học không có vô, cho nên là mình đã đổi định hướng từ khối B là toán hóa sinh, mình học lý, là mình sẽ thi khối A là toán lý hóa. Thì tất nhiên thi toán lý hóa thì làm sao mà học đại học y dược, làm sao mà làm bác sĩ được, đúng không? Thì mình bắt đầu hơi gọi là bối rối về tương lai của mình một chút, nhưng mà cũng không sao bởi vì lúc đó là lớp 12 rồi, cho nên là phải bắt đầu thay đổi nhanh và quyết định nhanh để còn thi đại học. Thì năm đó mình đã thi toán lý hóa khối A để vào trường đại học ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh và số điểm của mình là được 26,5 điểm. Thì sau khi mà vào đại học thì mình vẫn rất là ngu tiếng Anh. Và mình còn nhớ đó là năm 2016 thì mình biết được Bitcoin. Đó là lần đầu tiên mình biết được Bitcoin qua một bài thuyết trình tài chính. À, quên mất là mình học ngành tài chính quốc tế ha. Mình biết được Bitcoin qua một bài thuyết trình tài chính của một cậu bạn trong lớp. Thì lúc đó là cậu bạn thuyết trình về Bitcoin là gì, rồi white paper của Bitcoin như thế nào, cách mà mọi người vẫn hay đào Bitcoin. Từ lúc đó trở đi là mình đã bắt đầu rất hứng thú về thị trường tiền mã hóa cũng như là Bitcoin. Mình đọc rất là nhiều tài liệu về Bitcoin nhưng mà lúc đó mình không đầu tư. Cho đến năm 2017 thì có một gọi là làn sóng nổi lên, như các bạn cũng đã biết, đó là làn sóng ICO, đúng không? ICO lúc đó rất là hot mọi người, và mình cũng đã đầu tư ICO, và thậm chí là mình còn nhớ là hai người thầy giáo của mình ở trường đại học ngoại thương cũng đầu tư vào cái dự án ICO này, và xung quanh bạn bè mình thì cũng nói về dự án này rất rất nhiều luôn, cho nên là mình đã bỏ ra một số tiền khá là lớn, đối với một người sinh viên thì khá là lớn để mình đầu tư. Lúc đó mình có đầu tư theo hội, đấy là mình sẽ không nói tên dự án đấy ra, nhưng mà dự án đấy thì mình sẽ đầu tư theo hội, nguyên một hội bạn cùng đầu tư, và cũng quen một anh quen biết một anh có một cái dàn máy đào Bitcoin rất là khủng, gọi là cực kỳ giàu, cực kỳ khủng luôn. Thì nói chung là lúc đó thì mọi thứ mình cũng cảm thấy rất là an tâm. Tuy nhiên thì về số tiền đầu tư, lúc đấy mình tất nhiên là làm sinh viên đâu có tiền đâu, mình đi vay mọi người, mình đã đi vay bạn bè, đi vay những người quen, rồi nói chung là đi vay khắp mọi nơi mọi chốn, mà mình đi vay mình nhớ là được hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu thì lúc đó mình bỏ vào dự án đấy với lãi suất là 30% một tháng, tức là 100 triệu thì mỗi tháng sẽ trả cho mình tiền lời là 30 triệu. Thì sau đó mình dùng tiền lời đó để mình lại trả lãi cho những người mà mình đã vay. Lúc đó mình vay thì mình trả lãi cho họ là 5-10% một tháng. Thì nói chung là mình lời được 20% một tháng ấy, sau khi mà đã trừ lãi xong. Ok, thì sau đó mình đã dùng tiền lời của cái dự án ICO đấy, mình đi du lịch, mình đi mua sắm nhiều thứ. Sau đó thì mình nhớ là đến tháng 12 và tháng 1, lúc đó là tháng 1 mình đang ở bên Thái Lan, mình đang đi du lịch Thái Lan, thì mình nghe tin là cái dự án đấy đã sập và giá nó tụt một cây rất là kinh khủng. Thì kiểu lúc đó mình nghe xong mình không tin đâu, mình kiểu cái này là tin fake thôi, làm sao mà có chuyện đó được, chắc ăn lắm đó. Xong rồi mình về Việt Nam, mình bay máy bay liền một phát về Việt Nam thì mới confirm là tin đó là thật và dự án đó là dự án scam. Thì lúc đó là lần đầu tiên trong đời mình biết cái cảm giác
gọi là đi vay tiền mà mấy trăm triệu, xong rồi đầu tư vào một cái gì đó và dự án đó bay kiểu như là bốc hơi một số tiền rất lớn, và lúc đó thì mình còn đang kẹt tiền ở trong đấy, mình chưa có rút ra, mình đang kẹt tiền trong đấy cả gốc cả lời luôn, là cũng phải lên đến nói chung là cũng hàng tỷ ấy, thì mình đã mất hết, mình đã trắng tay. Nhưng mà được một cái rất là hên, đó là trước khi cái dự án đấy sập thì mình đã có rút ra một ít, mình để tiền đi du lịch và một ít nữa để mình trả lại hết cái số tiền mà mình đã vay cho bạn bè, cho người quen của mình đó. Cho nên là hên một cái đó là mình không có bị nợ, là mình đã trả hết số tiền mà mình đã vay rồi. Còn số tiền còn lại thì kiểu chưa kịp rút ra, mới kịp rút ra một ít để đi chơi thôi thì nó đã bay hết đó. Thì sau đó thì mình trắng tay và mình làm lại từ đầu cho đến năm 2018, 2019. Thì khoảng thời gian đấy là mình không có tiền và mình vừa đi học trên trường ngoại học ngoại thương và vừa đi làm thêm. Mình học nửa buổi, mình làm thêm nửa buổi. Thì lúc đó công việc của mình là làm gia sư. Mình làm gia sư dạy hóa, dạy tiếng Anh, có dạy toán cho một bé người Hàn Quốc. Thì lúc đó lương của mình là cũng chỉ là 1-2 triệu một tháng thôi. Và có một lần mà mình dạy thêm mà mình bị quỵt lương các bạn. Người ta dạy xong rồi kiểu người ta không trả lương cho mình nếu mình bị quỵt lương. Rồi mình đi làm thực tập sinh không lương tại Vietcombank. Sau đó mình có đi sinh hoạt thêm các câu lạc bộ trong trường, sinh hoạt câu lạc bộ về kỹ năng doanh nhân, và mình cũng sinh hoạt trong một tổ chức phi chính phủ. Và sau những cái lần sinh hoạt, những cái buổi tổ chức event thì mình cảm thấy cái vốn tiếng Anh của mình cũng đã cải thiện hơn, cũng như là mình có thêm kỹ năng mềm để sau này khi mà ra đời làm việc ấy thì mình có thêm những kỹ năng mềm. Mình cảm thấy rất là hữu ích khi mà đối với việc sinh hoạt những câu lạc bộ như vậy. Tiếp theo thì mình cũng có đi học thêm tiếng Anh và tiếng Trung. Mình có đi học IELTS, đi học tiếng Trung, và mình đã thi lấy bằng IELTS. Mình thi lấy bằng HSK4 và mình đi thi lấy bằng TESOL nữa. Ok, thì sau đó ha, là đến cái thời gian mà mình bắt đầu kiểu trên trường bớt việc học rồi á, thì mình bắt đầu đi làm. Sau đó là mình làm tại Hồ Bi, kiểu công việc mới ra trường ấy, thì mình lại cảm thấy hồi xưa mình rất là thích tiền mã hóa, xong rồi mình cũng có kiểu cũng có một cái sự kiện gì đấy với tiền mã hóa rồi, cái mình muốn thử xem là làm việc tại một công ty tiền mã hóa chuyên nghiệp nó sẽ như thế nào. Thì lúc đó Hồ Bi đang tuyển người, sàn giao dịch Hồ Bi á đang tuyển người, cho nên là mình apply, và mình sau một tháng, mình đã đợi một tháng trời thì Hồ Bi mới trả lời thư xin việc của mình rồi phỏng vấn, sau đó nhận mình vào làm. Lúc đấy thì mình làm công việc đó là community specialist tại Hồ Bi, là chăm sóc cộng đồng rồi dịch này kia. Thì từ đó mình đã quen được với rất là nhiều những anh chị mà bây giờ họ đang làm Kairos với mình luôn, đó là từ Hồ Bi qua. Ok, thì sau đó thì mình trong quá trình làm Hồ Bi thì mình có một thời gian mình bị stress một khúc. Thì mình có nhận được lời mời làm việc từ anh Thanh Lê, đến từ Coi98. Sau đó thì mình có hợp tác với, cộng tác với Coi98, kiểu cộng tác viên thôi, là mình làm research cho thị trường Trung Quốc, thị trường tiền mã hóa Trung Quốc, tại vì hồi đó mình cũng biết tiếng Trung. Nhưng mà mình làm được khoảng 1 đến 2 tuần thì mình cảm thấy cái khối lượng công việc bên Hồ Bi nó không cho phép để làm cộng tác viên bên ngoài, thì mình đã xin rút khỏi team Coi98. Ok, thì trong suốt thời gian đó thì mình cũng có trade, cũng có hold, cũng có giao dịch các thứ, theo dõi thị trường. Và sau khi nghỉ Hồ Bi thì mình sang làm một công ty khác tên là Block Ace. Công ty này thì chuyên về làm marketing hơn, kiểu như là agency, dịch vụ. Ví dụ như là dự án đến từ nước ngoài, khi mà book dịch vụ Block Ace làm thì tụi mình sẽ chuẩn bị về event, rồi marketing, rồi truyền thông, media, các thứ. Thì mình đã tổ chức được khá là nhiều sự kiện blockchain tại thời 2018-2019. Xong rồi cho đến 2019 đến 2020 thì lúc đó thị trường mọi người cũng đã biết là khá là buồn chán, downtrend, cho nên là mình đã chuyển qua một hướng khác, đó là làm truyền thông ở bên tiếng Anh, và mình đã làm tại IELTS Fighter. Thì lúc đó làm tại IELTS Fighter, kiểu mình cũng vừa làm vừa học thêm tiếng Anh, học thêm IELTS, rồi đó cũng là lần đầu tiên mà mình thử làm YouTuber. Bạn nào mà chắc là có rất là nhiều bạn, lúc mà mình làm YouTube ở bên Con68 TV ấy, có rất là nhiều bạn comment là bạn biết mình từ bên tiếng Anh qua bên IELTS Fighter qua. Thì lúc đó mình có làm YouTube cho bên IELTS Fighter, và mình cũng có 2 video mình rất là tự hào để được 1,2 triệu view, và một video được 2,5 triệu view. Thì mình cảm thấy rất là may mắn.
Và trong thời gian đấy thì mình cũng có tìm hiểu về crypto, kiểu như là không ngừng tìm hiểu, không ngừng học hỏi. Mình có biết thêm về DApp nè, về DeFi, trade hold các thứ. Nói chung là vẫn cập nhật về thị trường, nhưng mà vì khối lượng công việc bên iOS Fighter không cho phép nên là mình cập nhật không thường xuyên. Sau đó thì làm đến năm 2020, cuối năm 2020 thì một người bạn của mình cũng là sếp của mình bây giờ tuyển mình qua Kairos và Casa 8. Thì qua Kairos và Casa 8 ban đầu mình làm vị trí là Personal Assistant, tức là trợ lý giám đốc ha. Mình có hai người sếp, một người là Thuật thì mọi người cũng đã biết là mình hay lên livestream với Thuật, còn một người nữa thì mình không nói ra ở đây ha, một người sếp của mình nữa. Thì lúc đấy là mình làm trợ lý giám đốc cho người sếp bên này nè, là người sếp không phải Thuật ấy. Sau đó thì mình đã làm việc rất là chăm chỉ, lúc đấy mình làm việc rất rất chăm chỉ, mình cố gắng hết sức để làm sao mà cho Kairos phát triển nhất, bởi vì lúc đó Kairos chưa có một cái gì luôn các bạn. Các bạn cứ thử tưởng tượng là vào một công ty khởi nghiệp chưa có một cái gì hết, và nhân sự lúc đó chỉ có 3 người thôi, đó là mình, Thuật và một người sếp đó. Nói chung là nhân sự rất là mỏng và cũng chưa có một cái gì hết, định hướng này kia mọi thứ vẫn còn đang rất là dang dở. Thì đó là mình vào, mình đã làm việc rất chăm chỉ. Và sau 15 ngày, mình còn nhớ là sau 15 ngày thì người sếp mà mình làm trợ lý giám đốc ấy đã nhắn tin cho mình nói là muốn mình làm COO. Thì lúc đó mình kiểu what? Really? Kiểu mình đang làm trợ lý giám đốc mà một phép mình lên làm COO, mình kiểu không thể tin được luôn ấy. Kiểu mình là một thành viên trong vị trí ban giám đốc thì đó là một điều rất là, phải nói là kiểu thay đổi cuộc đời mình luôn á. Vì nếu mà đã lên làm vị trí COO thì nó là một another level các bạn, là một cái vị trí hoàn toàn khác. Mình phải có kỹ năng lãnh đạo, mình phải quản lý đội nhóm, mình phải đưa ra định hướng, mình phải nói chung là làm rất rất nhiều thứ liên quan đến thuế, liên quan đến giấy tờ, liên quan đến pháp lý, rồi liên quan đến marketing, BD, nhân sự. Nói chung là tất cả mọi thứ đều mình đều phải biết, bởi vì mình là COO mà. Đấy, thì lúc đấy mình đã bắt đầu làm việc rất chăm chỉ hơn nữa và mình đã học tập. Thì sau hơn một năm phát triển mình làm tại Kairos và Casa 8 thì mình cảm thấy rất là biết ơn vì qua đây thì mình học được rất nhiều thứ. Và hiện tại thì Kairos và Casa 8 cũng đã có hơn 50 nhân sự và đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có Việt Nam, có những bạn bên Hàn, bên Nhật, có những bạn bên Úc, bên Hồng Kông, bên Đài Loan, bên Serbia, bên Ấn Độ, rất là nhiều quốc gia khác nhau. Và tụi mình cũng đã thành lập được rất là nhiều cộng đồng, đem lại cực kỳ nhiều giá trị cho các dự án và cho các bạn tại Việt Nam. Kairos Insight, Kairos Ventures, Co68, 68 Gaming. Và hiện tại thì Co68 cũng được traffic là gần 3 triệu view một tháng, cũng đã cao hơn rất là nhiều so với một năm trước. Rồi mình cũng có làm thêm phát triển kênh YouTube cho Co68 luôn. Và sắp tới thì mình cũng sẽ ra mắt một số dự án mới. Thì những dự án này mình chưa thể tiết lộ được. Các bạn hãy có thể follow Kairos Ventures cũng như là Co68 để biết thêm ha. Thì hai dự án này mình chưa thể tiết lộ tại thời điểm hiện tại được. Và sau một thời gian quá trình làm việc thì mình cảm thấy rất may mắn, bởi vì thứ nhất mình còn đang rất là trẻ mà mình đã nhận được những cái sự ưu ái. Và mình cũng đã cố gắng rất là nhiều để làm sao mà khi mà làm việc thì mọi thứ đều có kết quả một cách tốt nhất và mình hài lòng với kết quả công việc của mình nhất. Không ai phải than phiền hoặc là không ai phải chỉ trích về công việc của mình. Mình cảm thấy có 3 thứ mà mình đã rất là biết ơn cũng như là mình cảm thấy rất trân trọng khi mà mình làm việc tại môi trường crypto nha. Cái này mình đang nói về đầu tư, mình đang nói về crypto. Thì thứ nhất đó là đối tác, đồng nghiệp là những người mà rất là tuyệt vời. Quan trọng nhất là mình không bao giờ nghĩ mình có thể làm việc với những người tuyệt vời và những người gọi là ở vị trí cấp cao của những dự án nước ngoài á, mình được làm việc với họ. Thứ hai nữa là môi trường làm việc. Mọi người, nếu như mà ai đang xem clip này mà cũng đã làm trong thị trường crypto ấy, thì mọi người biết một cái đặc điểm của thị trường này, đó là 24/7 và luôn luôn đi một cách rất là nhanh. Cho nên là chúng ta cũng phải cố gắng không ngừng và bắt kịp thị trường không ngừng. Mình không biết tại các thị trường chứng khoán hay là những thị trường tài chính khác như nào, nhưng đối với thị trường crypto ấy, 1 giờ hay là 2 giờ hay là thậm chí chắc 10 phút sau thôi là mọi thứ đã hoàn toàn khác rồi. Có những, phải nói là mình không hề nói quá nha, những bạn nào mà đang trong thị trường này thì các bạn biết là mọi thứ đều đi rất là nhanh và chỉ một khoảnh khắc thôi là mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cho nên là không thể nói trước được bất cứ cái gì luôn. Thứ ba nữa đó là về thu nhập của mình.
cũng rất là nhiều bạn hỏi về thu nhập. Tất nhiên là mình không thể nói cho các bạn một con số cụ thể ở đây. Tuy nhiên thì sau khi làm việc tại Kairos và Co68 cũng như là sau khi đầu tư vào thị trường, có những kèo đầu tư từ sếp cho, rồi có những kèo đầu tư bạn bè chia sẻ, rồi mối quan hệ network vân vân, thì đến bây giờ mình cảm thấy là cái thu nhập của mình tính tổng á, là một con số mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được, mình có thể đi làm mà làm được cái con số nó lớn như vậy. Thật sự đây là một con số mà mình cảm thấy rất là tự hào. Và mình nghĩ á, là nếu như mà không phải làm trong thị trường crypto mà làm trong những ngành khác thì thật kiểu làm công ăn lương ấy, thì mình nghĩ là cả đời mình không bao giờ kiếm được con số lớn như vậy. Thì mình cảm thấy rất là may mắn khi mà mình đã chọn làm việc trong crypto và mình đã theo đuổi crypto cho đến tận bây giờ. Sau những thất bại của mình trong quá khứ, mình đã thất bại rất nhiều ha, thì mình cảm thấy mình cảm thấy rất là vui. Ok, thì gì nữa không nhỉ? Về dự định sắp tới đi ha. Về dự định sắp tới thì tất nhiên là mình vẫn sẽ cố gắng không ngừng để phát triển Kairos và Co68 cũng như là những dự định riêng của mình nữa. Tiếp tục gắn bó với công ty, với thị trường và tiếp tục học cho dồi bản kiến thức của bản thân. Và mình cảm thấy là thị trường tiền mã hóa còn rất là tiềm năng, bởi vì tuổi đời của nó mới có 12 năm tuổi đời thôi. So với những thị trường khác như chứng khoán hay bất động sản hay này kia, thì mình nghĩ tuổi đời của thị trường tiền mã hóa còn đang rất là sớm. Cho nên là mình cần phải học hỏi không ngừng. Và mình cảm thấy thị trường này rất là tiềm năng, và mình đang ở trong những giai đoạn gọi là sớm của thị trường, và mình nghĩ thị trường này sẽ còn phát triển lâu dài hơn nữa. Thứ ba nữa là nếu như mà mình có được nhiều tiền hơn nữa trong tương lai, thì ước mơ của mình sẽ là đi du lịch vòng quanh thế giới và sẽ xây một cái mái ấm cho chó mèo, bởi vì mình là một người rất yêu mèo, yêu chó yêu mèo. Mình đang nuôi đến 9 con mèo lạnh, thì mình cảm thấy rất là thương những bé mèo cơ nhỡ rồi không có nơi nương tựa này kia. Thì mình mong muốn, ước mơ của mình là được xây một cái mái ấm, có bác sĩ, có người chăm sóc để cho những bé mèo, bé chó bị bỏ rơi. Đó, thì đó là xong đó là xong câu chuyện của mình ngày hôm nay, là lý do làm sao mà mình đến thị trường, rồi mình đã thất bại như thế nào, và mình đã học được những bài học gì trong quá khứ, và hiện tại thì mình đang làm những gì. Thì hy vọng qua clip này các bạn cũng có thể hiểu hơn về bản thân mình, cũng như là rút ra cho bản thân một cái gì đấy. Nếu như bạn đang stress, gặp phải thất bại hay là gặp khó khăn trong cuộc sống, thì cũng hãy tích cực lên. Nói chung là hãy tích cực lên, may mắn và sự cố gắng của mình sẽ mỉm cười với mình thôi. Ok, đó là hết video ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn thích video này, và đừng quên cho mình một like, một subscribe cho Co68 TV. Mình sẽ cố gắng ra nhiều clip hữu ích hơn, kiến thức hữu ích hơn cho tất cả các bạn cùng gọi là nắm bắt và hiểu thêm về thị trường crypto. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.